chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà cắt tóc mút hơi xuống về trước một chút. Kiểu tóc này phù hợp với lại cả uốn không này, phù hợp với lại cả để không tự nhiên cũng được này. Đó, các bạn nhé. Kiểu tóc này rất là ứng dụng đối với lại khách hàng ở khu vực nước huyện. Các bạn nhé, rất dễ dàng cho khách nhà tới cô là được. Cái tóc này là tóc uốn nên chúng ta cứ để dài hơn một chút cho các bạn. Lát là uốn hay là vừa. Nếu như tóc mà cắt để tự nhiên thì chúng ta cắt ngắn hơn. Các bạn phải cắt để chỉ hao vì lát nên chúng ta uốn nó sẽ co lên một chút là vừa. Nếu mà các bạn để ngắn quá lâu nên các bạn uốn lên thì nó sẽ thành ngắn quá lại thành quan trọng. Cắt rất đơn giản thôi các bạn chơi trên được và cắt nó chuẩn hơn đấy. Cái thằng cái này các bạn mình kẹp tay đúng như thế này, các bạn kẹp tay thì nó sẽ có bóng luôn. Các bạn chú ý đầu của khách nhé, các bạn chú ý đầu khách. Nếu mà các bạn không chú ý đầu khách có thể khách nghiêng lắm, các bạn cắt xong cắt chuẩn xong nó vẫn lạnh. Chúng ta chỉ chia đều hai bên ra thôi, chia đều hai bên ra. Kẹp đó là những phần tóc bên trên đấy, tóc của khách này rất là uốn sóng, bây giờ còn ngắn thì chúng ta chỉ cắt lại thôi một chút thôi. Các bạn chia cái kết tóc nó mỏng mỏng thôi nhé, đối với các bạn mới học cắt thì các bạn chia kết tóc nó mỏng mỏng thôi, đừng chia dày quá. Chia dày quá các bạn không nhìn thấy điểm chuẩn này để mình làm. Bên này cũng tương tự. Bên này cũng tương tự. Bên trên là bắt đầu các bạn kẹp tay nhé các bạn nhé. Các bạn kẹp tay nhé. Kéo ở góc độ khoảng 20 độ thôi. Khoảng 20 độ, cái góc độ rất là thấp. Chị lên được trên mặt tóc này không? Đối với này, các bạn mới vào nghề nhé, đối với khách hàng mà mới làm tóc lần đầu tiên ở nhà chúng ta, hay kể cả các bạn đã làm nghề lâu vậy, chúng ta hãy tư vấn cho khách, làm cho khách cái kiểu gì mà khách dễ chăm nhất thì nó vẫn là đẹp. Các bạn mà làm cái kiểu mà khách khó chăm ấy, về nhà mà các bạn chưa hiểu khách hàng ấy, về nhà khách khó chăm thì dù các bạn làm đẹp, về nhà khách không chăm được thì vẫn là thành xấu nhé các bạn nhé. Đương nhiên là những cái tóc mà đã uốn thì nó sẽ phải có cái sự chăm sóc, quan trọng là chăm ít hay chăm nhiều và dễ chăm. Khi khách hàng đã quen với lại cái phong cách của chúng ta rồi, khách hàng này làm một lần rồi thì lần sau qua khách hàng ví dụ như khoảng 6-7 tháng sau cái tóc nó dài ra hết rồi chẳng hạn, hoặc là 8 tháng sau khách có thể là dài ra hết, khách muốn thay đổi thì khách, nếu mà khách còn quay lại còn những cái dáng tóc của chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng thay, có thể thay đổi sang cái dáng mới để khách hàng đỡ bị nhàm chán các bạn nhé. Ví dụ như các bạn làm một cái kiểu tóc không phải là nó không đẹp đâu, nếu một cái kiểu tóc mà các bạn làm cho khách tận 3 năm trời thì không bao giờ nó còn đẹp được đâu. Thì tóc nó cũng như là cái quần cái áo chúng ta mặc vậy, không có ai lại đi cứ ngày nào cũng mặc. Cái quần áo có thể các bạn mặc 3 năm được nhưng mà không phải lúc nào các bạn mặc đúng không? Ví dụ quần áo mùa đông các bạn để mặc 2-3 tháng thôi. Nhưng nếu như một cái quần áo mà các bạn mặc liên tục ngày nào cũng mặc em không dùng cái bạn kia, chị gái em không biết.
ngày nào cũng mặc chẳng hạn, như tóc khách hàng như là ngày nào cũng để trên đầu chứ không thể nào bỏ ra được, đúng không các bạn? Không bỏ ra những quần áo được, đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng một cái kiểu tóc mà các bạn được khách từ 3 năm trời thì dù nó vẫn còn đẹp thì nó cũng rất là nhàn, các bạn thay đổi. Cái phần tai này các bạn cũng sẽ để được sau một chút, để sau một chút thì nó sẽ đổi thêm. Cắt ở phía bên, cắt đằng sau thì các bạn cho khách cúi đầu xuống. Cắt ở phía bên trái chúng ta cho khách hơi nghiêng đầu sang bên phải. Nếu không các bạn cắt xong nó sẽ bị hụt nhé. Kéo tóc xuống, hơi bẻ về sau một chút. Các bạn cứ ngược đè cái tóc phần tai này lại. Nếu không cắt xong thì tóc nó sẽ bị hụt ở phần tai này nhé các bạn nhé. Các bạn hơi bẻ về sau một chút, đừng kéo thẳng xuống nhé các bạn nhé. Hơi bẻ về sau một chút thì cái tóc nó sẽ hơi đuổi nhẹ về đằng trước. Khi khách ngẩng đầu lên là nó vừa. Nếu các bạn mà để khách như này các bạn cắt nó bằng thì khi khách ngẩng đầu lên cái tóc nó sẽ thành đằng trước ngắn hơn đằng sau. Xong rồi các bạn cắt xuống tầm này này. Từ tầm này thì khi khách uốn lên là vừa. Nếu mà các bạn cắt lên tầm này, những khách thì không, các bạn cắt lên tầm này, những khách mà cắt uốn mà các bạn để lên tầm này thì khi uốn lên tóc nó sẽ to lên cao. Ngược lại cắt ở bên phải các bạn. Tương tự, tóc đầu tiên các bạn kéo hơi bẻ được từ sau một chút, gập nè cái phần tai vào. Tóc này live stream nó tạo kiểu bạn cắt theo đường chuẩn. Cái thứ hai là các bạn không cần đè phần tai nữa thì nó bên trên nó. Tóc hồi trước là uốn tóc tóc xoăn xoăn sóng ấy thì cái tóc nó to lên rất là nhiều, các bạn chưa tỉa được đâu nhé, các bạn cắt xong các bạn đừng tỉa luôn vì nó xù lên như vậy thì nó sẽ không cân đâu. Một là nếu như tóc khách không uốn các bạn phải dùng máy lài các bạn lài ra. Hai là tóc khách uốn thì các bạn phải đi mềm hóa bằng thuốc trước để cái tóc nó thẳng ra hết được, thằng nào lát này chúng ta mới thấy khô lại và tỉa. Tóc này mà các bạn thấy khô các bạn tỉa thì nó không chuẩn đâu nhé. Có rất là nhiều bạn các bạn sẽ cắt xong này các bạn để nguyên như vậy luôn. Chỉ khi tóc khách mà nó thẳng xuống thì không sao, nếu mà khách mà đi gió cái tóc nó bay được đằng sau nó sẽ thừa cái đoạn này ra. Các bạn nhìn nhé, nó sẽ thừa cái một cái phần này ra đó, nó sẽ thừa mấy cái sợi này lèo kèo ra, các bạn phải cắt cái này đi.
cho nó loại trải xuống này. Cách để ngôi lệch các bạn sẽ để cái phần mà cách lệch ở bên kia hơi dài hơn một chút xíu thôi, hay là một chút xíu thôi. Các bạn đừng cắt bằng, cắt bằng là nó sẽ ngắn, mà nếu mà để dài nhiều quá là bên kia sẽ dài hơn. Ok, lát nữa mình sẽ uốn xong mình cho các bạn xem kết quả nhé.